Mến chào buổi sáng tất cả quý vị khán giả. Hôm nay ngày 8 tháng 10 năm 2023. Hiện tại thì mình đang đi trên cái phần đường dẫn đi lên cầu Mỹ Thuận 2 phía bên bờ Tân Hòa của Vĩnh Long. Hôm nay thì mình lên đây cũng ghi hình cho cả nhà mình xem về cái phần đường dẫn này, cũng như là cập nhật cho cả nhà mình biết được những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2 nha. Thì mấy hôm trước thì mình có quay phim thì các anh đang làm cái bản liên tục nhiệt ở đây đó. Thì hôm nay thì mình sẽ tiến tới gần hơn, quay cận cảnh cho cả nhà mình thấy được cái phần thép ở đây rất là hoành tráng nha. Thì trong hôm nay thì các anh sẽ tiến hành bơm bê tông ở vị trí này, khoảng 30 khối bê tông vào vị trí này ha, hơn 30 nha. Sắp tới thì các anh sẽ bơm bằng cái xe bồn chứ không có bơm bằng bê tông đường thủy, cho là số lượng ít nên là các anh chỉ bơm xe bồn chạy lên. Thép đang dày đặc luôn, quá trời. Đây là cái từ kỹ thuật gọi là bản liên tục nhiệt. Ngay tại vị trí này thì các anh sẽ không có lắp những cái khe co giãn giống như cái hình chiếc lược ha. Liên tục nhiệt ở đây thì bản liên tục nhiệt là gì, thì qua những cái thông tin mà mình tìm hiểu được á ở trên mạng cũng như là các anh có chia sẻ đó, thì ngay tại vị trí này thì sẽ kết cũng như là mình sẽ kết nối với các nhịp đơn giản với nhau thành một cái khối liên tục về mặt nhiệt ha. Giúp qua chỗ này thì nó êm ái hơn và tiết kiệm chi phí cho nhà thầu, cũng như là giảm thiểu cái số lượng khe co giãn, cũng như là tăng tuổi thọ của công trình. Khủng khiếp. Trời ơi, thép to không nha. Mấy hôm trước thì các anh tập trung làm việc ở đây rất là đông các anh công nhân kỹ sư. Quay cận cảnh cho cả nhà mình xem trước khi đổ bê tông. Ở bên Tiền Giang thì các anh bơm hôm qua rồi, đã xong cái phần bản liên tục nhiệt này rồi. Các anh nối những cái thép chờ lại với nhau nè. Trời ơi, đang chéo đang dọc khủng khiếp. Còn đây là cái chỗ thép chờ sắp tới thi công lan can nè. Vĩnh Long là đơn vị Trung Nam ENC thi công, còn bên Tiền Giang là đơn vị là Trung Chính. Rất là tự hào vì đây là cái cầu dây văng do chính các anh kỹ sư của Việt Nam của mình thiết kế và thi công luôn. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Và hiện tại là cái cầu Mỹ Thuận 2 là cái cầu lớn nhất do chính các anh kỹ sư Việt Nam của mình làm luôn các anh nha. Lúc trước thì làm ở cầu Rạch Miễu, cũng do chính người Việt Nam của mình thi công luôn. Do cũng kinh phí hạn hẹp, kinh phí cũng có giới hạn nên là cầu Rạch Miễu nó hơi nhỏ. Hiện tại thì các anh đang mở rộng làm thêm một cái cầu nữa là cầu Rạch Miễu 2. Đã. Sắp tới thì bà con của mình sẽ có thêm một cái cầu Mỹ Thuận 2 và cầu Rạch Miễu 2. Phía bên dưới này thì các anh đang thi công bà kè gia cố bờ sông, đóng cừ rất là nhiều nè. Sắp tới thì những ngôi nhà ở đây là di dời, đền bù giải tỏa hết. Nguyên ở khu người dân ở đây là đi hết nha. Sống ở đây thì nói chung cũng rất là nguy hiểm. Sống ở dưới chân cầu thì khi mà mình chạy qua nó rung lắm. Hai bên của cầu Mỹ Thuận 2 thì các anh đang thi công làm lan can nè, mình thấy không, thép chờ đưa lên nè, rất là nhiều. Bên đây cũng vậy nha cả nhà, chuẩn bị thi công lan can rồi. Sắp tới chỗ này thì các anh làm kẻ vạch chỉ đường, những cái vạch phân làng đó, phân chia làn đường màu trắng trắng giữa đường đó, rồi thảm nhựa. À,
nên những cái lan can đúc sẵn thì các anh được đã mang lên mặt cầu rồi. Ở trên đỉnh tháp mà các anh cũng đang di chuyển lên xuống để mà bảo dưỡng cái phần thân trụ nè. Đi bộ lên nhìn cận cảnh rất là đẹp, rất là to, rất là hoành tráng luôn nha. Đây ạ, ngay tại vị trí này thì các anh đang thi công làm lan can nè, các anh làm thép. Lan can to to. Cầu Mỹ Thuận 2 chiều dài là 6,61 km, phần cầu chính là 1,9 km và có đường dẫn hai bên đầu cầu là 4,7 km, trong đó Tiền Giang là 4,3, còn Vĩnh Long là 0,4 km. Bên Tiền Giang thì các anh cũng sắp hoàn thành rồi, lan can rồi tôn lượng sóng, thảm nhựa, kẻ vạch phân làng thì các anh cũng đã làm rồi. Còn bên Vĩnh Long thì chưa, các anh cũng đã thảm nhựa rồi, đang lắp khe cầu giãn, sắp tới thì các anh cũng sẽ kẻ vạch phân làng cả nhà. Đây là cái cầu thuộc hệ cao tốc ha, nên là sắp tới thì xe nhỏ, những xe Honda như vậy thì sẽ không được lưu thông trên cầu Mỹ Thuận 2, chỉ xe lớn thôi. Lúc đó là bà con của mình sẽ đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ là mình sẽ đi cao tốc qua cầu Mỹ Thuận 2 này, xuống dốc cầu là mình sẽ rẽ về quốc lộ 80 được nè, rồi đi về quốc lộ 1A cũng được nè, còn mà đi thẳng Cần Thơ là mình đi thẳng luôn. Mà với chiều dài cái dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ khoảng 23 km, đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, giờ cũng đang gấp rút thi công để kịp hoàn thành dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cùng lúc với Mỹ Thuận 2 đó cả nhà. Không biết có kịp hay không này. Hy vọng là hai dự án sẽ hoàn thành cùng lúc với nhau, giúp bà con của mình vào những ngày lễ, những ngày Tết thì sẽ đỡ kẹt xe và di chuyển được thuận lợi nhất có thể. Sáng nay thì thời tiết nắng rất là ok nên là cũng tranh thủ đi bộ trên đây quay thực tế cho cả nhà mình xem những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2. Chúc mọi người được sức khỏe và đón xem những cái video tiếp theo của mình về cầu Mỹ Thuận 2 nha. Bye bye. Khi nào mà có những cái tiến độ nào mới nhất thì mình sẽ quay cho cả nhà mình xem.